Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hữu Phúc nha. Tiếp tục clip sáng hôm nay đăng máy cho anh em nữa. Số điện thoại đặt máy bên mình là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ nha anh em. Và quy định mua máy thì xin nhắc lại đầu clip luôn là cọc trước cho mình cái gạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100k Viettel. Nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cùng với mã số thẻ cào thì mình sẽ gửi máy cho anh em nha. Tất cả các máy bán ra thì trong này đa số mình không có bao ship nha anh em. Anh em nào mà chuyển khoản thẳng thì mình sẽ bao ship và sẽ kèm sạc và dán cái lực cho anh em. Cái nào không có thì mình sẽ báo. Máy thì mình sẽ bao test cho anh em 1 tuần nha và bảo hành 1 tháng. Lỗi là đổi chứ không có lên tay nha anh em. Rồi ok, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là em G710 bán hàng. Máy thì đẹp tầm 97-98 nha, máy riêng nguyên. Máy riêng đẹp. Sườn xước rồi nó ok. Kính keo luôn nha, kính phải chín luôn, không có hề có xước xác hết. Con này là nguyên riêng nên xài rất là ổn nha anh em. Chưa có thay thế một cái gì hết nha, màn đẹp. Wi-Fi chức năng còn ok hết. Xài một sim nha, bán hàng. Bán hàng thì đặc biệt là một sim thôi. Rồi, G710 bán hàng. Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 216, pin 3.300. Pin 3.300, giá 1530 nha, 1.530.000. Máy riêng luôn không? Xiaomi Note 7 màu đen. Máy riêng đẹp tầm 95 thôi, 95-96 thôi. Cho nó anh em khó chịu, khó tính tí thoải mái. Lưng sau có xước lông mèo nhẹ nhẹ nè. Mặt kính trước thì còn đánh giá rồi. Mèo nhẹ thôi. Kính trước thì lông mèo nhẹ nhẹ thôi, đẹp. Máy nguyên riêng. Đồ sáng hết luôn nha anh em coi cho dễ. Redmi Note 7 anh em. Con này bán RAM mấy ta? RAM 4. Con này RAM 464 nha anh em. Màn hình 6.3. Pin thì 4.000. Tất cả thông số đây. RAM 4 đây. RAM 4 GB. 464. Máy con này chạy rất là mượt, cho game thoải mái luôn. Redmi Note 7. Ok, máy đẹp nha anh em. 95-96. Redmi Note 7 để anh em giá 2.500.000 nha. Con này 2.500.000. Đó, máy sườn xước rồi còn ok hết. Còn con iPhone X màn chữa cháy nè, anh em cần thì lấy về xài ha. Máy này là đầy đủ hết. Face ID các kiểu là đầy đủ, không có thiếu một cái gì hết nha. iPhone X 64GB. Con này xả rỉ cho anh em luôn, anh em cần thì lấy ha. Mà máy Mỹ 64GB. Pin thì còn nhiều. Face ID còn nguyên nha anh em, không có mất gì hết ha. 83%. Chỉ việc bỏ sim vô là xài thôi, máy quốc tế, tất cả đều sạch sẽ hết ha. Máy chỉ có một cái lăng này thôi là mình vứt màng luôn, tính là giá bỏ màng. Còn lưng này rất đẹp nha, lưng sườn đẹp nha. iPhone X màu xám 64GB. Con này bán nhanh cho anh em luôn nha, mình không có kèm sạc nha anh em, là tự lấy sạc qua vô nha. Giá 5.500.000 thôi. 5.500.000 dán cường lực cho anh em luôn, sạc anh em tự chịu nha. 5.500.000 thôi. Tiếp theo là một con Samsung A30. Con này màn hình 6.4, RAM 332, pin 4.000, máy màu đen xám, đẹp tầm 95-96%. Kính keng nha, kính thì 99 luôn á, không hề có xước xác. Wi-Fi chức năng ok. A30 Samsung. Rồi con này ra đi cho anh em giá 2.700.000. 2.700.000 kèm sạc giá cực lực luôn. Vivo i30 mặt sau đẹp tầm 97-98. i30 nha, kính này đã dán cực lực rồi, còn miếng dán cực lực full luôn, miếng theo máy anh em, rất đẹp. Vivo i30 RAM 4 bộ nhớ 128 nha anh em, bộ RAM 4GB, bộ nhớ 128GB, màn hình 6.47, pin 5.000. Đó, pin nghề trâu bò rồi. Con này pin 5.000 xài rất là sướng nha, lâu hết pin. Wi-Fi cắt kiểu chức năng ok. 1938 này, i30. Rồi con này đến em giá 3.100.000 thôi. 3.100.000. Kèm sạc cho anh em luôn nha. Oppo F9. Con này thì lưng sau nó tróc benzen một xíu này. Đó, tróc góc như đây nha, anh em cứ nhìn kỹ ha. Còn riêng nguyên đẹp.
màu tím khói, xinh như đẹp. Kính này đại giá cực lực rồi, không có xước nha. Sườn này, sườn đẹp luôn. RAM 4/64, màn hình 6 inch 3, pin 3500 nha. Máy chức năng full zin, đẹp. Oppo F9, RAM 4/64. Nói chung máy còn đẹp, cũng còn rất là đẹp, chỉ có chóp thủy nhẹ nhẹ trên đây thôi, còn máy rất là ok nha. Giá 2350 kèm sạc và dàn kính nha em rồi. Huawei Y9S đẹp 9900 như bóc hộp nha. Kính đại dáng cực lực rồi, không hề có vết xước nào luôn. Máy cực đẹp. Huawei Y9S RAM 6 bộ nhớ 128. RAM 6 GB anh em. Màn hình 6.59, pin 4000, máy không hề có xước sát gì hết ha. Đẹp tầm 99.9%. Camera con này thì loại lõm thủy thuộc ha. Thủy thuộc lên xuống. Chức năng thì quá chuẩn luôn, con này mình nói cỡ đó thì anh em biết rồi. Máy rất là chuẩn chỉnh. Đó. Từ nó còn mới keng luôn, máy xài rất là sướng nha. Y9S Huawei RAM 6/128, còn để anh em giá 3.500.000 nha. 3.500.000 kèm sạc cường lực luôn và táp Intel về thêm được cây 2 cây nữa, anh em nào cần thì lái xài ha. Để anh em giá 990.000 thôi, 990k táp Intel máy mới, cáp cáp sạc tai nghe. Bên đây là có cái bao da 990.000, còn đúng 2 cây nữa là hết, anh em nào cần thì hú. SIM là xài SIM lớn nha anh em, đây xài 2 SIM, đây thì nhớ xài SIM lớn có cái khung SIM luôn, anh em nhớ nha, có khung SIM, bỏ khung SIM vô là xài cái đây, SIM là như SIM ngày xưa này, SIM lớn này, đó anh em cậy cái nắp ra, bỏ SIM vào là xài, đó mình xin hướng dẫn luôn chứ vừa rồi bán cho một ông chú cái nào ông không biết bỏ SIM luôn, không biết bỏ SIM thì bỏ bên đây nha, anh em lên mạng xài bình thường ha, xem YouTube các kiểu cũng được ok hết, 990.000 thôi, con này hơn 1.000.000 mà mình đang sale cho nó nhanh. Tiếp theo là một con Samsung A610 bản hàng, máy đẹp tầm 9798, sườn xuất sắc cực nhẹ, kính đẹp 99 luôn, kính màn hình thì quá đẹp luôn, màn hình 5.6 nha anh em, RAM 332, pin 3000, đó chức năng thì ok luôn, A6 bản hàng, máy xài một SIM, màu gold đẹp. Con này để em giá 1830, 1.830.000 kèm sạc và dán kính luôn. G7 Pro, con này thay màn keng luôn, lưng sau còn của nó chưa thay, hơi xuất sắc. Xả rẻ cho anh em con này luôn, anh em nhìn kỹ clip nha để biết cái chất lượng máy ha. G7 Pro màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3600, đó kính lưng này, lưng hơi xuất sắc, kính thì màn hình mới thay nên là keng sạc em luôn. Còn G7 Pro màu xanh để anh em giá 1.600.000, con này hết pin bắt rồi, tí này cắm sạc nha, con này 1.600.000 ra đi luôn nha anh em, full chức năng. Realme 5 màu tím khói, Realme 5 màu tím khói, lưng sau là gần như không có xước nha, kính đại dáng còn miếng dán riêng garanti luôn nên là bao không có xước luôn, còn miếng dán riêng nhựa, miếng gel anh em biết rồi, mua máy mới thì có miếng rồi mà miếng là chưa tháo luôn nha anh em. Con này màn hình 6.5 inch, RAM 3 bộ nhớ 64, pin 5000, cực trâu bò, pin con này xài bao giờ cho hết pin được, quá thoải mái luôn. Đó, RAM Realme 5 chip Snapdragon 665, RAM 3/64, chức năng xài khỏi bàn luôn, con này ra đi cho anh em giá 2.300.000 kèm sạc, dán lại kính cho anh em luôn. Tiếp theo là một con G737 Samsung bán hàng, máy đẹp tầm 98, màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3000, máy đẹp tầm 98-99 nha, máy này A cực đẹp, kính không hề có xước luôn. Đó, cái xà beng luôn, máy bán hàng nha anh em, một SIM thôi nha. Đó, chức năng ok. Y3 Galaxy Y3 G737 màu đen, còn để anh em giá 1.930.000, 1.930.000 kèm sạc cực lực luôn. G4 Bluetooth bản VN Việt Nam, con này xài 2 SIM, con này vỏ sau cũng còn rất là đẹp nha. Đó.
Con này màn hình 6 inch nha anh em. RAM 216, pin 3003. Kính gần như không có xước, lưng sau còn đẹp tầm 97-98. Kính thì 99 luôn. Ribbon Lut, anh em nào xài cũng biết rồi, máy này còn rất là phổ biến thị trường, bán rất là nhiều rồi. Đó, wifi chức năng các kiểu ok. Ribbon cộng. Còn để anh em giá 1.900.000 nha. 1.900.000. Kèm sạc và dán kính lại cho anh em luôn. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Hẹn anh em clip ngày mai.